Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là các hồ chứa nước lớn trên địa bàn cũng như tránh gây ảnh hưởng đến vùng hạ du là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo tập trung thực hiện trong những ngày này. Theo số liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo, hiện nay đơn vị đang quản lý 7 hồ lớn và 24 hồ nhỏ thuộc địa bàn 18 xã của ba huyện Tam Đảo, Bình Xuyên và Tam Dương. Những ngày qua, lượng mưa trên địa bàn huyện Tam Đảo là rất lớn, song đến thời điểm này, các hồ chứa nước do công ty quản lý vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, lượng nước trong các hồ chứa hiện đều đang vượt ngưỡng tràn. Chính vì vậy, 8 giờ sáng ngày 26 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo đã thực hiện xả tràn hồ xã Hương xuống cốt cộng 89.000 m. Lưu lượng xả từ 5 m khối trên dây đến 50 m khối trên dây tùy theo diễn biến tình hình để đảm bảo an toàn cho hồ cũng như tính mạng tài sản của nhân dân. Trong những ngày tới mà giả sử diễn biến mà tiếp tục có mưa thì về lực lượng này, phương tiện này về về vật tư thiết bị là chúng tôi đảm bảo đầy đủ và tiếp tục là theo dõi diễn biến từng hàng ngày, hàng giờ và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo theo dõi sát diễn biến mực nước tại các hồ chứa để kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn tại các hồ đập trên địa bàn. Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai đầu mùa mưa năm nay, thành phố Phúc Yên tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tại phường Phúc Thắng. Cuộc diễn tập giúp phường Phúc Thắng và các địa phương củng cố vai trò lãnh đạo, điều hành của ban chỉ đạo diễn tập, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ thông qua cuộc diễn tập kịp thời bổ sung, điều chỉnh các tình huống sát thực tế vào phương án để xử trí đúng chúng nội dung kế hoạch, cũng như vận dụng vào công tác ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mưa lớn đã gây ngập úng trên diện rộng, mực nước trên các sông nội đồng dâng cao, mực nước tại các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh cũng đang ở ngưỡng rất cao và đã phải xả tràn. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước lũ trên sông Cầu sẽ xuống chậm, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của sông Phan, Cà Lồ. Mực nước các sông nội đồng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, trong những ngày tới, địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm một đợt. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện các nội dung sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tạm dừng các công việc chưa thật sự cần thiết, không cấp bách để tập trung cho việc chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn trong đơn vị và thuộc ngành lĩnh vực được ra phụ trách. Các thành viên ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh người đứng đầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện những nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tại nghị quyết số 53 ngày 25 tháng 5 năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đôn đốc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, kích hoạt triển khai các hành động, biện pháp ứng phó, nhiệm vụ theo phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai đã được phê duyệt. Thời gian thực hiện xong trước 17 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2022. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh, tăng cường lực lượng xử lý các tình huống khi có thiên tai xảy ra, xây dựng phương án về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đặc chủng chuyên dùng của ngành, hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ di dân, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai và hộ đê, hồ đập chỉ đạo phân luồng giao thông khi xuất hiện mưa lớn, bão, lũ, đảm bảo an ninh trật tự và giao thông thông suốt trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, theo hướng bổ sung thêm một số thành viên Ban Chỉ huy và các ủy viên Ban Chỉ huy tỉnh là thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, để đảm bảo Ban Chỉ huy hoạt động hiệu lực, hiệu quả các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan trên cơ sở xác định cấp độ rủi ro thiên tai và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kích hoạt triển khai các hành động, biện pháp ứng phó, nhiệm vụ theo phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai đã được phê duyệt tại quyết định số 747 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Các sở, ngành, đơn vị liên quan là thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công tại quyết định số 627 chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết, nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo. Ngân hàng chính sách xã hội Vĩnh Phúc đang khẩn trương triển khai giải ngân các nội dung theo nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây là nguồn vốn rất quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua. Thực hiện các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tính đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay ưu đãi trên 980 khách hàng với số tiền trên 43,1 tỷ đồng, trong đó 40 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 1,9 tỷ đồng cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến theo quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ, 1,2 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Để nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai cho vay, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch đồng thời tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng khác dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn chính sách, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ. Những năm qua, các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện Vĩnh Tường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cải thiện nâng cao đời sống nhân dân trong đó việc xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách đã thu được những kết quả nổi bật. Qua khảo sát trên địa bàn huyện Vĩnh Tường vẫn còn gần 800 ngôi nhà tạm, nhà rột nát, nhà có nguy cơ bị sập đổ của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật, thu nhập thấp, chưa có điều kiện xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở trên cơ sở đó huyện Vĩnh tường đã triển khai đề án và nghị quyết số 12 của ban thường vụ huyện ủy Vĩnh tường về xóa nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo hộ cận nghèo hộ chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 chúng tôi đã thực hiện giai đoạn đến thời điểm này cũng đã được sấp xỉ tức là là gần 300 căn nhà 800 thì đã được gần 300 đấy là cái mà chúng tôi cũng thấy là kết quả và qua sau khi xây dự án thì mọi cái thủ tục triển khai rất bài bản Đấy, và dân cũng rất phấn khởi vì những cái mà chúng tôi tiến hành thực hiện cho người dân là nó đảm bảo những cái tiêu chí mà trong đề án đã đã đề ra. Trong ngôi nhà nhỏ mới xây, gia đình chị Lê Thị Say vô cùng phấn khởi bởi mùa mưa bão năm nay gia đình chị sẽ không còn phải lo chạy bão nữa. Cháu xây được ở một cái gian nhà như thế này rất là khang trang đầy đủ tiện nghi thì gia đình chúng tôi trước tiên gia đình chúng tôi là cháu thì rất là sung sướng rồi chúng tôi cũng rất là phấn khởi huyện Vĩnh Tường tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong vận động huy động nguồn lực hỗ trợ tạo động lực thúc đẩy và khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của từng hộ nghèo hộ cận nghèo hộ chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn để cùng phân đấu đặt mục tiêu xóa 800 ngôi nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn